Pháp mến chào cả nhà. Pháp chân thành cảm ơn cả nhà mình đã quay trở lại video tiếp theo của Pháp. Pháp xin chúc cả nhà mình một buổi tối thật nhiều sức khỏe và bình an trong cuộc sống. Sáng hôm nay thì Pháp cùng với em Tý và ông ba Pháp lại tiếp tục đi lặn trà, lặn theo gốc trà để bắt mực nang này. Hôm nay thì Pháp cùng với em Tý sẽ ra mấy gốc trà khơi xa nha. Hôm nay đi rất là sớm luôn, tầm khoảng 4 giờ khi là Pháp cùng với em Tý đã xuất phát ra khỏi bến rồi. Hiện tại thì Pháp cùng với em Tý đang ở cách điểm bờ tầm khoảng 6 lý mấy. Hôm nay Pháp cùng với em Tý sẽ đi bắt từ 6 lý mấy đảo ra 7 lý mấy luôn nha. Thì 1-2 lý là một cây táp gần 2 cây số á. Từ trong bờ mà chạy ra đây thì tầm khoảng 6 lý mấy cũng gần hơn 10 cây số rồi cả nhà. Một ngày thì Pháp cùng với em Tý thì chạy vòng vòng đảo gốc trà có thể trên 10 mấy km á. Em Tý thì cũng đã ra tới điểm neo rồi nè. Buổi sáng thì nước nó nhấp nhô thôi, sóng nó nhấp nhô thôi cả nhà. Hiện tại thì Pháp thấy mặt nước rất là trong luôn. Ok, Pháp cùng với em Tý cũng đã ăn cơm xong rồi. Giờ Pháp nhảy xuống gốc trà xem thử có mực nang, cá mú và cá trình để bắt ha. Nước hôm nay thì Pháp thấy rất là trong luôn. Mới nhảy xuống thì nhìn xuống đã thấy gốc trà rồi. Đó, một đống đen đen đó là gốc trà đó cả nhà. Mùa này thì cũng đã hết mùa á, nên chỉ còn lại một đống nhỏ như vậy thôi. Khi mà tới vào mùa rồi á, bà con mình bỏ những cái sọt đá xung quanh rất là nhiều. Ui, nước rất là trong luôn. Pháp phát hiện ra có một con cá hanh cháp rất là to, nó đang bơi nè. Đó. Rồi Pháp bắn nó bị giật cái sợi dây lại, nó đã chạy luôn rồi. Con cá hanh cháp to lắm, tầm khoảng 1 ký mấy á. Pháp quằn một hồi thì phát hiện ra một con cá kiểm bông và một con cá dì bông luôn nè. Rồi Pháp cũng đã bắn được con cá dì bông rồi. Con cá kiểm bông nó đã chạy rồi á cả nhà. Cá dì bông này thì giá trị của nó cũng cao lắm. Con này tầm khoảng 500 gram thôi. Tiên thì Pháp lặn không có gì đâu. Pháp nhảy xuống gốc trà thứ hai nè. Ui, nhảy xuống thì thấy mới nhảy xuống là thấy đất thấy đồ hết luôn á, thấy gốc trà luôn. Pháp phát hiện ra có một con cá bò. Ui, hai con cá bò nhám luôn. Con này nó bị đóng lưới này cả nhà. Do nó có gai nhiều quá nên có lưới là nó bị qua vào thôi.
Pháp phát hiện ra có một con cá ngự nó đang đu vào cái sợi dây này cả nhà. Đó, nó đang đu nè, một con cá ngự trâu. Con này thì tầm khoảng 70-80 ngàn một con á cả nhà. Cá ngự thì nó có hai loại, ngự trâu và ngự gai, cũng có cá ngự đủ nữa. Con này điên thui thù lùi luôn, lâu lâu thì Pháp mới là gặp được một con thôi. Mùa này thì cá ngự cũng ít lắm. Qua wow, Pháp gặp một đàn cá bì lão này cả nhà. Rất là nhiều luôn. Rất tiếc là Pháp bắn được một con, cả đàn chạy hết luôn. Đàn này thì cũng rất là nhiều luôn. Đó, nó đang chạy nè. Con nào con nấy rất là to nha. Cá bì lão này mà nấu canh ăn ngon lắm. Con này nó to hơn bàn tay của Pháp luôn. Một đàn cá bì lão nó đang chạy xuống lại nè cả nhà. Pháp kiếm thêm một con nữa thôi, không biết có bắn được hay không đây. Nó chạy tứ tung luôn, không biết bắn con nào luôn. Rồi, Pháp đã bắn một rồi. Nó đã chạy lên lại phía trên luôn rồi. Thôi, Pháp đi kiếm mực nàng để bắt thôi. Pháp lần theo cái đường dạp cánh bướm này bị ấy á cả nhà, bị bức á, nên Pháp đã bắn được một con mực nang. Con này thì cũng lỡ lỡ thôi. Con mực nang này là con mực cái nha. Mực cái thì nó cũng tầm khoảng 700-800 gram, có con 1,4 kg, từ 1,5 kg đổ lại thôi. Pháp thì cũng đã chạy qua thêm một cốc trà nữa luôn rồi nè. Hôm nay nước trong thì lặn rất là thích lắm. Nhảy xuống một cái cái là thấy đất thôi. Những con cá li thi và cá sơn. Pháp quằn ra phía ngoài á, phát hiện một con mực nang nó có đang nằm nè. Nó nghỉ trang thành cái màu cát, nhìn không thấy luôn á. Đó, nó nằm đó. Nó nghỉ trang rất là tinh vi. Nghỉ trang là không thấy nó nằm luôn á. Con này thì tầm khoảng gần 2 kg. Thank you.
Pháp phát hiện ra có một con cá mú rất là to luôn. Nó đang trốn trong cái đàn cá li thi nè. Không biết thì nó có nằm lại không đây. Rồi nó đã chui xuống cái hang rồi. Cá mú thì nó chui, nó đào hang ghê lắm. Đây nè, nó đã chui vào cái hang đây nè. Giờ Pháp sẽ thập tay vào xem thử hang nó sâu hay là cạn nha. Đó, Pháp đang chỉ tay là cái hang của con cá mú đó. Không biết thì cái hang của nó sâu hay là cạn. Để Pháp thập tay vô Pháp bắt. Giờ dùng cái đèn pin để dọi vào. Pháp thọc tay vô thì nó rất là sâu luôn. Có lẽ con cá mú này nó đã chạy khỏi rồi. Pháp thọc tay vô sâu lắm. Một con cá kiểm bông nó đang bơi này cả nhà. Rồi, một phát thì Pháp đã bắn được nó luôn rồi. Một con cá bò nhám nữa, cũng gọi là con cá bò sừng. Pháp chạy tới chỗ đây thì phát hiện ra có một con mực nang nó có đang nằm nè. Không biết cô chú anh chị mình thấy con mực nang nó nằm hay không nữa. Nó ngụy trang thành cái màu cát đó. Rồi Pháp đã bắn nè. Một con mực nang cái nữa. Con mực này thì tầm khoảng gần 1 kg thôi. Giờ Pháp kiếm xem thử có con trống nó nằm lại hay không đây. Một con cá bò da nó đang nằm nè. Pháp đã bắn được luôn rồi. Cá bò da thì nó hay theo những con cá li thi lắm. Nó ngụy trang vào đó không thôi. Wow, Pháp gặp con cá gì mà rất giống cái con ếch dưới ta. Giống con cá lòng tông ở trên nước ngọt ghê. Pháp không biết là con cá này con cá gì luôn á. Cả nhà mình xem hai cái chân của nó này. Đó, cá gì mà lạ lắm vậy. Pháp không biết cá đây tên gì luôn. Cô chú anh chị mình không biết có biết tên loại cá đây hay không nữa thì hãy để lại bình luận cho Pháp biết nha. Nhìn nó màu trắng rất là đẹp. Pháp gặp thêm một con cá bò da nữa này. Con này to lắm. Ui, nó xoay à. Pháp bắn mép vài cái bụng của nó á, nên nó bị bứt da, nó chạy luôn rồi nè. Pháp nhìn phía trước thì có một con mực nang nó có đang nằm. Giờ Pháp bắt con mực nang này cái đã. Rồi kiếm con cá bò sao. Pháp vạt lên trên rất là cao luôn. Đó, nó đang nằm nè. Đó, nó nằm đó. Con này to đó. Con này là con đực nè cả nhà. Hồi nãy là Pháp bắt được một con cá rồi. Này Pháp bắt con đực nó nằm ở chỗ đây nè.
Còn đây thì tầm khoảng 1,7 kg thôi, 1,6 kg, 1,7 kg thôi cả nhà. Pháp chạy vô đầu trong lại thì gặp thêm một con mực nang, nó có đang nằm nữa. Ui, mực hôm nay thì Pháp gặp mực lớn lớn không thôi, cỡ 2 kg đồ đổ lại thôi cả nhà. Một phát thì Pháp bắn nó đổi cái màu trắng luôn. Màu này là nó không xịt túi nữa nha. Wow, Pháp phát hiện ra có một con cá trình rất là to. Nó đang nằm trong cái sọt đá này. Rồi, một phát thì Pháp đã chỉ được trúng cái đầu của nó luôn rồi. Giờ Pháp sẽ dùng cái móc để khấu nó ra nha. Cá trình thì nó rất là mạnh lắm. Ui, con đây rất là to luôn. Ồ, nó quậy này cả nhà. Ừ, con đây to lắm. Quá là đã, hôm nay có cá trình về ăn rồi. Con này đen thui luôn nè. Đó, con cá trình thì nó rất giống con rắn ở trên bờ lắm. Con rắn sao thì nó quậy đó. Đây đây, Pháp chỉ như thế này là nó chạy không có được nha. Chúng ngay cái việc của nó á. Sau một hồi giằng co với nó thì Pháp cũng đã kéo nó ra được rồi nè. Ui, con này to lắm. Pháp độ thì con này cũng cả ký á. Nó hơn bắp tay của Pháp luôn mà. Giờ Pháp sẽ vuốt cái nhớt của nó bớt để cho nó yếu lại nha. Pháp đang đưa cái tay này. Chắc là to luôn. Ui, quá là đã. Chỉ như thế này là nó không có chạy được đâu. Ừ, con này to lắm luôn. Lâu dài mới là gặp được con cá trình to đó. Một con cá nhìn rất là đẹp luôn. Với lại có 2 con cá mú nhỏ, Pháp không có bắt đâu. Cá li ti thì gốc trà này rất là nhiều. Đây là lúc Pháp nhảy từ trên nhảy xuống nè. Mới nhảy xíu thôi, quan sát là đã thấy gốc trà rồi. Những cái đám đen đen là những cái sọt đá đó. Còn những cái hộp mà nhỏ nhỏ chấm chấm đen đen là những con cá sơn và cá li ti đó cả nhà. Gốc trà này thì Pháp thấy rất là rộng luôn. Cá li ti rất là nhiều. Pháp phát hiện ra có một con cá mú rất là to. Ui, Pháp bắn nó hụt rồi. Nó chạy vào cái miệng tẹt á. Pháp chờ nãy giờ mà nó không có da luôn. Con cá mú này rất là khôn. Con cá bò nhám nữa nè.
Hôm nay thì bắt cá bò nhám lên nấu một nồi canh chua để ăn thôi. Bữa giờ thì ăn cá đổng với lại cá dợp cũng ngán rồi. Wow, một con cá chim này. Con cá chim này Pháp thấy rất là đẹp luôn. Pháp không có bắt con cá chim này nha. Ghi hình lại cho cô chú anh chị mình xem thôi. Có hai con cá bò nhám, cá bò da nó đang bơi nè cả nhà. Rồi một phát thì Pháp đã bắn được một con luôn rồi. Đó. Bò da hồi nãy thì nó chạy vào những cái mé lưới này nó nằm nè. Rồi Pháp cũng đã bắn được luôn rồi. Cá bò da mà nhiều nhất á là đầu mùa nha. Đầu mùa bà con mình tô bổ lại gốc trà á, có những tu lá nhiều quá mới là có cá bò da nhiều. Lúc đó thì có những tu lá cá bò nó sẽ bám vào đó nó ở nha, nên nó nhiều lắm. Mà mùa đó thì nước cũng rất là mờ. Mùa này thì hết cá mùa cá bò rồi. Phía trước của Pháp có một con cá gáy. Con cá gáy này thì tầm khoảng hơn 500g thôi. Pháp bắn một phát thì nó đơ luôn. Cái màu sắc của con cá gáy này Pháp thấy rất là thích luôn nè. Đó. Cái màu của nó rất là đẹp luôn, không biết thì ăn có ngon hay không nữa. Cái bãi sọt đá đây thì Pháp phát hiện thêm một con cá bò nữa luôn nè. Đó, nó gặp Pháp thì nó đang bỏ chạy nè. Rồi Pháp đã bắn được luôn rồi. Pháp vô gốc trà này thì gặp cá nhồng hương rất là nhiều luôn. Cá nhồng hương này thì những cái điểm trà lỏng á, Pháp thấy á, đi bày đàn nhiều lắm. Trên cả tạ, vài tạ. Đó cả nhà, đó cả nhà mình xem nó đang bơi nè. Cá nhồng hương này mà sỉ phơi khô ăn rất là ngon nha. Ù, nó lao sao này. Thank you.
con cá bò nhám nó đang nằm ở trong sọt đá nữa. Hôm nay thì Pháp bắt cá rất là nhiều. Mực nàng thì được vài con thôi. Và một con cá nóc phi này. Loại cá nóc này thì Pháp không biết ăn có được hay không. Con này thì rất là to luôn á. Con này thì tầm khoảng 7-8 kg á cả nhà. Trong máy quay mà cô chú anh chị mình xem thì thấy là như thế này rồi. Còn ở ngoài thì to lắm. Chạy tới chỗ này thì Pháp phát hiện ra có một con cá mú nó đang bị đóng lưới này. Nó qua vào cái lưới á cả nhà. Chạy ra phía ngoài thì Pháp phát hiện có một con cá mú nó đang nằm nữa luôn. Rồi nó đã chạy luôn rồi. Rồi Pháp đã bắn hụt luôn. Nó chạy vào sọt đá rồi. Do tăng này Pháp không bỏ theo cây điện binh á, nên Pháp bắt không được con cá mú đó. Giờ thì cũng đã tới giờ lên ghi chạy vào bờ rồi. Pháp chân thành cảm ơn cô chú anh chị mình đã xem video ủng hộ Pháp nha. Giờ này ghi đang chạy vào bờ này cả nhà. Lấy lại một mớ cá để nấu canh chua nha. Hai bữa thì ăn cá đổng ngán rồi. Hôm nay thì Pháp lấy cá lại giặt để nấu ăn cá bò với lại cá bò nhám.
nay thì mực nang Pháp bắt cũng ít thôi cả nhà. Hôm nay chắc tầm khoảng 4-5 kg mực thôi. Do bây giờ ghi lặn rất là nhiều nên mực cũng hết đi cả nhà. Ghi thì 3-4 chiếc lặn mà trùng điểm chà không á. Đằng qua đằng lại thì hết mực nha. Chỉ được 4 con thôi nè. 4 con này thì Pháp độ tầm khoảng 5 kg mực thôi. 5 kg thì cũng không đủ tiền chi cho mấy, cho em Tí với lại ông Ba Pháp luôn. Số tốn thì cũng nhiều quá cả nhà. Cá này hôm nay thì Pháp bắn cũng được vài con cá bò diếp này, 3 con cá bò diếp này, bò diếp to này, một con cá gáy ha, cá gáy và cá kiểm đây, cá gáy, một con cá gáy này, con cá kiểm bông này, cá mú thì Pháp bắt bầu lưới một con này, được một con cá trình rất là to luôn. Con này thì tầm khoảng gần 1 kg á. Con trình to lắm. Đây này. Do gốc trà cây xa nên nó sót lại. Con này thì gần 1 kg. Một con cá bì lão Pháp bắn này. Gặp cả một bầy luôn. Nhưng rất tí thì Pháp bắn hụt một con. Ông Ba Pháp thì ở trên ghe câu cá đậm với lại cá mú này. Pháp thì cũng bắn sáng ngày cũng bắn được một con cá dì bông. Nói chung thì cá là đem về ăn hết nha. Tại vì gia đình của Pháp với gia đình Niêm Tý thì hai bên cũng đông á. Nên chia nhau ra ăn thôi chứ không có bán cá nha. Đó cũng là thành quả của Pháp cùng với em Tý ngày hôm nay. Nói chung lặn trà thì bữa này bữa nọ thôi cả nhà. Có bữa thì lỗ tiền dầu luôn, có bữa thì đủ tiền dầu không có tiền chi luôn á cả nhà. Pháp rất mong cả nhà mình cho Pháp xin một like, một lượt chia sẻ để ủng hộ kênh của Pháp ha. Pháp chân thành cảm ơn cả nhà mình đã xem video và hẹn gặp lại cả nhà mình video tiếp theo nha.